Hello các bạn, lại là Nga Sumo của các bạn đây ạ. Thì lời đầu tiên thì em xin gửi lời kính chúc tới tất cả các bạn một ngày mới thật là an lành và nhiều sức khỏe ha. Thì hôm nay á em các bạn có biết là em sẽ ăn món gì hay không? Nga sẽ không có đi ra đường ngày hôm nay để mà ăn món ăn đường phố, mà là Nga sẽ đi mua về để chế biến. Và các bạn muốn biết là Nga ăn cái món gì của ngày hôm nay thì các bạn có thể là đi theo mình. Và cái món ăn này á, thứ nhất á, là nó thường đi vào những dịp cuối năm và nó có đem lại cho người ta một cái chút gì đó gọi là may mắn và tài lộc. Không biết ở đây có bạn nào tin vào những cái sự may mắn đó hay không, thì em không biết nếu mà có tin hay không thì có thể ở dưới những cái video của em có thể là cho em những cái lời gợi ý ha. Ok, thì bây giờ theo bước chân em được không ạ? Come on. Chúng ta sẽ đi vào trong này ha. Đây là một cái mùa hải sản, thì cũng gần cuối năm rồi, mình cũng biết là mình sẽ ăn cái gì, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ ăn những cái món mà nó có với hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, và đặc biệt là cái màu sắc của nó sẽ đem lại cho mình một chút gì đó may mắn. Các bạn có tin điều đó không ạ? Come on. Còn bây giờ thì em đang đứng trước mặt các bạn, đây là một cái vựa hải sản của người Mexico. Ok, và chúng ta vào nhé. Hôm nay thì em sẽ ra tìm bài em tôm hùm ha, coi thử nó có ngon dở ra sao. Thì mình ăn thì nghe nói đây rất là ngon. Hola, morning. Rồi bây giờ mình sẽ mua về ha các bạn, tí các bạn sẽ để mà cho các bạn xem tí là sao. Là đúng nè, cái này một cái bún, một cái lòng, một cái một cái
hôm nay thì mình sẽ cần chế biến coi thử coi nghe su mù của các bạn có thể là ăn hết này không ạ. Wasabi cải xanh, bỏ hết tất cả các này vô, nguyên liệu của nó, bột ngọt, đường, sau cái khi mà mình chế biến xong á thì trên trước mặt các bạn có là hai con cua em đã siêu to siêu khổng lồ nha các bạn, đây thì rất là to bằng kỳ luôn. Thì em sẽ ăn hết hai con cua big size này với lại hai em tôm hùm sống. Hồi nãy thì em đã massage và tắm sữa tươi cho mấy em trắng trẻo nõn nà rồi ha. Thì đặc biệt hôm ngày hôm nay có một cái gì rất là nhiều kênh chương trình các bạn đã xem, có rất nhiều người ăn hải sản tươi và sống. Thì đa số là người ta chỉ ăn cái mình con tôm hùm ha. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay em sẽ ăn luôn cái đầu con tôm hùm ăn sống các bạn. Ăn sống cái đầu con tôm hùm thì làm các bạn rất, hầu như là em hỏi rất là nhiều người không có ai mà ăn tôm hùm ăn cái đầu tôm sống được, thì em sẽ cố gắng ngày hôm nay thử em thử thách bản thân mình có ăn được cái đầu tôm sống hay không ha. Thì cái này thì hải sản mà các bạn ha, thì cũng như cũ em cũng xin phép làm một ly bia đi. Ok, và bây giờ em xin phép được bắt đầu chương trình của mình ha. Để lên đây cho nó. Thì hôm nay mình sẽ thử thách ăn của mình thử coi có hết cái phần này không. Ngoài trời thì rất là lạnh nha các bạn, cho nên em có mặc thêm cái áo khoác. Nhìn giống gấu Bắc Cực ha. Ok, mình bắt đầu nha các bạn. Lâu quá cũng không có ăn thử các em hải sản như thế này, như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ... Đây, đưa lên cho các bạn coi. Đấy thì mua nó sống nhưng mà em về em tắm rồi à, mình sơ chế thì nó phải nằm im ở đây, bẻ không nổi luôn trời ạ. Wow, cứng quá. Nó wow. Nguyên đa nguyên kiện luôn nha các bạn. Sống nhăn luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ công đoạn là lột bé tôm này ra. Tôm nó tươi quá cho nên thịt nó dính rất là chặt các bạn. Cái lực của em mà còn kéo không được cái phần thịt tôm này nó săn chắc quá. Yes. Wow, các bạn nhìn miếng thịt nha. Các bạn xem. Tiếp theo em sẽ bẻ luôn cái phần đầu tôm thứ hai luôn. Để khi mà mình ăn cho các bạn thấy nó nối liền một mạch cho ngon. Các bạn nhìn nè. Wow, gạch của nó này các bạn. Gạch này khi mà mình hấp chín thì nó sẽ có màu vàng ha. Còn hôm nay là em sẽ ăn sống. Ok, thịt tôm. Bây giờ em xin phép ăn cái phần đồ thịt tôm ha. Phần thịt tôm ha. Ngon quá bạn ơi.
thịt con tôm nó rất là tươi là sao. Dạ, chỗ này đúng là tuyệt đỉnh công phu á, đúng không? Ngon lắm. Bây giờ như là làm chương trình em mà nói không? Con sẽ nói thử ăn cái đầu tôm cho các bạn coi. Bỏ cái phần dơ của nó đi. Đây các bạn, rất là nhiều thịt nha các bạn. Chưa một người nào dám ăn đầu tôm mà sống hay sao em thì không biết. Nhưng mà hôm nay em sẽ thử coi cái vị của nó đầu tiên coi sao các bạn. Béo béo, cũng có vị béo béo. Cái này giống như là, nhưng mà chiếu gần cho các bạn coi như là não á. Em nghĩ là não đúng không ạ? Nó giống như não nè. Cái càng nó thì em phải đập. Sống cái gì trên sống ăn. Chưa bao giờ em ăn càng cơm sống. Đa số người ta chỉ ăn cái phần mình ăn sống thôi các bạn. Thử ra nó ngon nè. Ngon quá. Có gì là dở cả. Hôm nay em chiến hết hai em tôm này thì em sẽ bắt đầu quay qua. Wow, trời ơi, các bạn nhìn thịt nè. Nhích nắp, nhích nắp. Hôm nay em sẽ lấy cái tiêu đề gì các bạn, cho em một cái tiêu đề coi. Nghe đại chiến với lại tôm hùm mà. Còn cái càng đó là không được lãng phí cái gì nha các bạn. Tấm mà mình không được lãng phí cái gì. Của em bé này cùng tiếp tục đọc nha các bạn. Tâm 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 tâm. Thấy không? Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Miếng này nó là nhất nhất này. Ngon quá, ngon quá. Bây giờ thì em đã hoàn thành xong cái việc ăn hai em tôm hùm rồi ha. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục là các bạn nhìn nè, cua. Ok, em sẽ đại chiến em cua này. Ok, ngồi nhà bự quá làm sao đây. Ok, chơi luôn. Ngoài thử miếng cua coi. Không biết ở đây thì nếu mà ai đường được tốt á
thì các bạn còn ăn thử hải sản sống hay các bạn ha. Nếu mà đường ruột không tốt thì em khuyên các bạn là cũng không có, mình đừng cái nên ăn, mình cái thử ăn coi. Tại vì có nhiều người, mỗi người một sức khỏe đều khác nhau hết các bạn. Em lần đầu tiên em nói em không có làm hải sản cho nên nhiều lúc mình đi mua mình không biết là ngon hay dở, nhưng kệ em mua được chúng cái gì mình không có gạch nè các bạn. Ngon quá. Rất là ở trong cái nước trong lắm. Nó tươi quá à. Đợi anh chàng máy bay này đi tìm em ơi. Đã nói không có đi rồi. Nào không rủ ra hết. Vô trong bay cho mặt không. Ai quay lại đây. Nào cũng tìm em. Chán ghê. Cứ quay ngoài trời cũng tìm mình. Người ta thì dùng kèm bé cua, còn mình á là chơi răng luôn. Màu em à, đây là em thứ hai dùng cái tóc mang cua. Wow, cái nước này tốt nha các bạn. Cua mà hấp với nước dừa rồi đúng là cái độ tươi tự nhiên. Ngon quá. Hồi nãy thì hải sản sống thì em còn chấm gia vị, chứ các bạn biết tính em thích ăn lạc mà em không biết chấm gì được chấm. Có nhiều bạn hỏi em là ăn gì bữa nấy rồi, ăn gì nghe bữa nay để đâu. Em nghĩ á, có nhiều cái mà người ta hay nói là cánh mày rau mà cho mấy đường bổ dưỡng đồ bầm. Thì mình lớn cả rồi ha, mình nói ngoài lề tí, ăn mấy đường bổ dưỡng đi à, sinh lý mạnh không chịu nổi. Vậy em xin phép hỏi mọi người về những cái người mà kêu là ăn vô xong mà sinh lý mạnh rồi này nọ, thì những cái người mà bị yếu sinh lý rồi sao? Mà nếu mà ăn những cái này mà sinh lý mạnh rồi thì đâu có cần phải mua thuốc uống hay là mình đi điều trị đúng không? Không cần. Em nghĩ là nó không đúng thực tế cho lắm. Nếu như vậy người ta không cần tới bác sĩ, cũng không cần phải không tìm cách điều trị này nọ. Cho nên em nghĩ là nó chỉ là sự dinh dưỡng thôi. Em có bé mèo mà
có bé mèo. Em định ôm bé để em quay phim mà bé chạy mất tiêu rồi. Ok, em đập ra cho sẵn cho bé. Bây giờ thời tiết cũng sang đông rồi, ngoài trời lạnh lắm các bạn. Blin blin. Đi bị mùa tốt không? Bãi cô vậy á, quất. Nghĩ là tưởng cái chỗ này không ngon mà hay vậy đâu ngon không tưởng. Ngon hơn là em tưởng tượng. Ok. Mời cả nhà luôn nha. Sảng khoái, sảng khoái. Ok. Mình chuẩn bị đấy nha các bạn. Sạch sẽ rồi, nha. Chỉnh chỗ nào, em chỉnh đó. Vậy là em đã hoàn thành xong cái chương trình thử thách của mình, đó là ăn hai con tôm hùm size cực kỳ lớn và hai em cua. Thì bên cạnh đó thì em cũng gửi lời lần thứ hai trong cái video ngày hôm nay, thì em gửi lời kính chúc các bạn có một ngày thật là an lành và nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân yêu ha. Và có một cái câu mà em thường nói không bao giờ mà em quên được, đó là không phải thức ăn không ngon, chỉ là các bạn chưa tìm được món mình thích. Xin chào. Thank you.